Trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 6 vừa qua, viện cớ Quốc hội thảo luận dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, một số người dân tại thành phố Phan Thiết và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã đổ ra đường, chặn xe, gây ùn tắc giao thông. Nghiêm trọng hơn, những người này đã tràn vào trụ sở các cơ quan chính quyền địa phương, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đập phá, ném bom xăng, đốt một số xe máy, xe ô tô, gây thiệt hại lớn về tài sản công. Đốt cháy và đập phá là 23 chiếc, trong đó là 12 chiếc là đốt cháy hoàn toàn. Còn lại là số xe còn lại là đập phá, trong đó là có xe của là lực lượng công an tỉnh, rồi là lực lượng là cảnh sát cơ động của bộ, toàn bộ là cái trụ sở làm việc của đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh phía Bắc đấy, thì đập phá hoàn toàn. Trong đó đồ đạc tất cả là giấy tờ, tài liệu là đã đốt sạch. Những hành động cực đoan, vi phạm pháp luật này ngay lập tức được các thế lực thù địch chống phá, cổ suý, gọi đó là cách thể hiện lòng yêu nước của người dân. Đáng chú ý, hầu hết các đối tượng tham gia gây rối là thanh thiếu niên, thậm chí có cả trẻ em. Vậy những người tham gia biểu tình trái phép này có thực sự hiểu được những hành vi của mình hay không? Chúng ta cùng nghe họ trình bày ngay sau đây. Xin nữa có một tốp người qua người ta làm gì thì cũng làm theo vậy. Rồi bà đưa con 300, rồi lúc đó bà còn dặn thêm á là nếu mà lỡ cái bị bắt á, không có được khai liên quan tới bả ra, nếu không là ảnh hưởng gia đình. Thấy họ cơ động cũng 20 người luôn. Rồi em mới lấy gạch, em mới ném vô thùng rác. Em đứng ở trước thì ở ngoài sau thì người dân kêu quăng đi. Người ta quăng em mâm vui nên em vô em quăng. Từ sự việc ở tỉnh Bình Thuận vừa qua, có thể thấy vấn đề của dự luật chỉ là cái cớ, còn mục đích thật sự của những kẻ gian dựng ra những vụ gây rối, hủy hoại tài sản là nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa, mà trực tiếp là Quốc hội, cơ quan đại diện cho quyền lực cao nhất của nhân dân, tiếp đó là chính phủ. Thủ đoạn để tạo nên điểm nóng so với trước đây đều không có gì thay đổi, đó là bỏ qua những ý kiến mang tính xây dựng, tập trung khoét sâu vấn đề ở một số ý kiến phản biện tại nghị trường, rồi phát tán trên mạng xã hội. Đồng thời, chúng dàn dựng sẵn các ý kiến suy diễn để xuyên tạc, đổi trắng thay đen, biến nội dung Quốc hội vẫn đang thảo luận, bàn bạc tại hội trường thành chuyện đã rồi. Luận điệu xuyên tạc này kết hợp với vô số thủ đoạn như cắt ghép hình ảnh, tài liệu ngụy tạo để lừa bịp kích động những người nhận thức còn mơ hồ hoặc thiếu thông tin kiểm chứng, đứng lên chống đối, quy kết cho Đảng, Nhà nước ta bán nước. Quốc hội đã lùi dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Ông Phan và Phú Quốc và sẽ nghiên cứu kỹ, chuẩn bị lại để thông qua kỳ họp Quốc hội lần sau. Như vậy nếu cái điểm nút và cái mâu thuẫn chủ yếu là chỗ đó thì nó không còn nữa. Thế nhưng họ vẫn tập hợp, rồi nữa là tập trung lại, gây ra một cái sự kiện có thể nói là hết sức không tốt, gây bất ổn chính trị và xã hội. Đây là biểu hiện của biểu tình bạo loạn, bởi vì là đập phá hủy tài sản của công, rồi nữa là phá hủy các phương tiện trang bị, thậm chí là gây cản trở ách tắc mỗi cái hoạt động trong cái thời điểm những ngày 10 và ngày 11 tháng 6 vừa qua. Những ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo luật là rất đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, đám đông hung hãn, tấn công người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản nhà nước như thế này. Thử hỏi có mấy người đã từng dành thời gian đọc các văn bản dự án luật được đăng tải trên trang thông tin của Quốc hội, hay chỉ là sự cảm tính, bị kích động hoặc bị mê hoặc bởi luận điệu xuyên tạc phát tán trên Internet mà bức xúc, hùa theo, tự biến mình thành công cụ của kẻ xấu. Đây được gọi là hội chứng tâm lý đám đông. Từ lời khai của cậu thiếu niên này cho chúng ta thấy rõ điều đó. Con thấy người ta lấy ghế đập nên con lụm rồi con quăng. Các thế lực thù địch dựng nên những kịch bản và kích động vào tâm lý đám đông để tạo ra cái bạo lực. Mà như chúng ta biết là những cái đám đông dừng lại, phát tờ rơi, rồi nó là kêu gọi người ta đánh những điểm này, điểm kia để xem việc này, việc nọ. Có những người khi nghe những cái chuyện đó sản tâm lý bất mãn, coi như đây là cơ hội của mình để xuống đường bày tỏ cái sự bất mãn
cái mà không đồng tình ở việc này nhưng mà muốn chứng tỏ ở việc khác, và có một bộ phận người ta tham gia vào để thể hiện cái người hùng, cái bạo lực. Và chính cái bộ phận này cũng như cái tâm lý bất mãn kia nó tạo ra những cái mà chúng ta hậu quả khó lường. Không chỉ dùng thủ đoạn kích động tâm lý đám đông, các thế lực chống phá còn đội lốt, giả danh người của cơ quan chức năng xuất hiện tại các điểm tụ tập đông người để thực hiện một số hành vi gây rối, phá hoại. Một trong số đó là đối tượng Nguyễn Hồng Thái, sinh năm 1985. Thái là đối tượng liên quan đến một fanpage có nội dung phản động, chống phá nhà nước. Thái bị bắt giữ trong lúc đang có mặt tại công viên Tao Đàn, quận 1 vào sáng ngày 16 tháng 6 năm 2018. Khi y mặc sắc phục công an, có mang theo người một còng số 8. Ngoài Thái, 3 trường hợp giả danh công an khác cũng bị bắt giữ, trong đó có đối tượng Trần Quốc Tuân, sinh năm 1995, quê thành phố Hà Nội. Thời điểm bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở để làm rõ sự việc, Tuân đang mặc áo khoác in công an hiệu có dòng chữ Công an thành phố Hồ Chí Minh và một thẻ công an giả. Trên mạng xã hội, các thế lực thù địch cũng nói rất rõ sẽ tổ chức cái lực lượng giả danh công an, quân đội để gây ra những cái sự kiện, và từ đó nó là tác động vào tâm lý của đám đông tại chỗ. Nó hò hát, nó vu cáo, nó bịa đặt, nó xuyên tạc và nó kích động lên. Họ sẽ thổi bùng lên những cái hành động bạo lực mà có thể hậu quả tác động nó lớn hơn chúng ta khó có thể lường được. Cái thứ hai nữa là họ ghi hình trở lại, họ phát lên thế giới để bôi nhọ hình ảnh của chúng ta và vu cáo, xuyên tạc, từ đó để nước ngoài có thể can thiệp vào thông qua những cái clip đó, cho rằng lực lượng công an, lực lượng quân đội đàn áp những người mà biểu tình, nó vi phạm về dân chủ, vi phạm nhân quyền. Đây là cái điều mà chúng ta hết sức cảnh giác trong lĩnh vực này.